thích không? Thích lắm hả? Có vui không? Vui lắm hả? Rồi bây giờ con sẽ thử đứng dậy nhá. Đúng không nào? Rồi thử dậy. Yeah, cứ ngồi xuống đi. Ngồi xuống nào. Đúng rồi, đứng lên. Ngồi. Rồi bây giờ nhìn thử đứng thăng bằng bây đi. Bây giờ nhìn sẽ thử đứng dậy nhá. Đứng thăng bằng vậy là được rồi, thành công rồi. Thành công rồi đấy. Em bé đứng thăng bằng như vậy đấy.